Với tốc độ tăng trưởng kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2024 đạt hơn 6,4%, đã giúp tỉnh Kon Tum tiếp tục duy trì vị trí dẫn đầu khu vực Tây Nguyên. Trong đó, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum ước đạt 8.165 tỷ đồng, tăng hơn 6,4% so với cùng kỳ năm trước, đứng thứ 30 trên 63 tỉnh thành trên cả nước và dẫn đầu ở khu vực Tây Nguyên. Đáng chú ý, các lĩnh vực kinh tế then chốt đều có tốc độ tăng trưởng cao, như khu vực nông lâm nghiệp và thủy sản có giá trị tăng thêm ước tính 5,14% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực công nghiệp xây dựng có mức tăng khá cao, gần 10,5%. 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh này cũng đã thu hút 9 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 109 tỷ đồng. Tỉnh Kon Tum phấn đấu mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024 là từ 10% trở lên.